65. Phẩm tam tiệm thứ. Lúc bấy giờ, cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, người trụ hữu tưởng, nếu không thuận nhẫn, không đạo, không quả, cũng không hiện quán, thì người trụ vô tưởng đâu có thuận nhẫn, hoặc ở bậc tịnh quán, hoặc bậc chủng tánh, hoặc bậc đệ bát, hoặc bậc kiến, hoặc bậc bạc, hoặc bậc ly dục, hoặc bậc dĩ biện, hoặc bậc độc giác, hoặc bậc Bồ Tát, hoặc bậc Như Lai, hoặc tu thánh đạo. Do tu thánh đạo mới đoạn các phiền não, hoặc tương ưng với thanh văn, hoặc tương ưng với độc giác. Vì bị phiền não này ngăn che, nên các đại Bồ Tát đâu có thể nhập chánh tánh ly sanh của Bồ Tát. Nếu chẳng có thể nhập chánh tánh ly sanh của Bồ Tát, thì đâu có thể chứng đắc trí nhất thiết tướng. Nếu chẳng có thể chứng đắc trí nhất thiết tướng, thì đâu có thể đoạn trừ vĩnh viễn tất cả tập khí phiền não tương tục. Bạch Thế Tôn, nếu tất cả pháp hoàn toàn không có sở hữu, thì không sanh, không diệt, không nhiễm, không tịnh. Các pháp như thế đã hoàn toàn không sanh, thì đâu có thể chứng đắc trí nhất thiết trí. Phật dạy, này thiện hiện, đúng vậy, đúng vậy. Như ông đã nói, người trụ vô tưởng cũng không thuận nhẫn, không ở bậc tịnh quán, không ở bậc chủng tánh, không ở bậc đệ bát, không ở bậc kiến, không ở bậc bạc, không ở bậc vi dục, không ở bậc dĩ biện, không ở bậc độc giác, không ở bậc Bồ Tát, không ở bậc Như Lai, không tu thánh đạo. Do tu thánh đạo mới đoạn các phiền não, hoặc tương ưng với thanh văn, hoặc tương ưng với độc giác. Vì bị phiền não này ngăn che, nên các đại Bồ Tát chẳng có thể nhập chánh tánh ly sanh của Bồ Tát. Nếu chẳng có thể nhập chánh tánh ly sanh của Bồ Tát, thì chẳng có thể chứng đắc trí nhất thiết tướng. Nếu chẳng có thể chứng đắc trí nhất thiết tướng, thì đâu có thể đoạn trừ vĩnh viễn tất cả tập khí phiền não tương tục. Này thiện hiện, nếu tất cả pháp hoàn toàn không có sở hữu, thì không sanh, không diệt, không nhiễm, không tịnh. Các pháp như thế đã hoàn toàn không sanh, thì làm sao có thể chứng đắc trí nhất thiết trí? Cụ thọ thiện hiện, bạch Phật: Bạch Thế Tôn, đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, có phải có tưởng hữu, có tưởng vô chăng? Có phải có tưởng sắc, có tưởng thọ tưởng hành thức chăng? Có phải có tưởng nhãn xứ, có tưởng nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ chăng? Có phải có tưởng sắc xứ, có tưởng thanh hương vị xúc pháp xứ chăng? Có phải có tưởng nhãn giới, có tưởng nhĩ tỷ thiệt thân ý giới chăng? Có phải có tưởng sắc giới, có tưởng thanh hương vị xúc pháp giới chăng? Có phải có tưởng nhãn thức giới, có tưởng nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới chăng? Có phải có tưởng nhãn xúc, có tưởng nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc chăng? Có phải có tưởng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, có tưởng các thọ do nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra chăng? Có phải có tưởng địa giới, có tưởng thủy hỏa phong không thức giới chăng? Có phải có tưởng nhân duyên, có tưởng đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên chăng? Có phải có tưởng tham, có tưởng sân si chăng? Có phải có tưởng vô minh, có tưởng hành thức danh sắc lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu, sanh lão tử sầu thân khổ ưu não chăng? Có phải có tưởng bố thí ba la mật đa, có tưởng tịnh giới an nhẫn, tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa chăng? Có phải có tưởng pháp không nội, có tưởng pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh chăng? Có phải có tưởng bốn niệm trụ, có tưởng bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo chăng? Có phải có tưởng thánh đế khổ, có tưởng thánh đế tập diệt đạo chăng? Có phải có tưởng bốn tịnh lự, có tưởng bốn vô lượng, bốn định vô sắc chăng? Có phải có tưởng tám giải thoát, có tưởng tám thắng xứ, chín tịnh thứ đệ, mười biến xứ chăng? Có phải có tưởng pháp môn tam ma địa, có tưởng pháp môn đà la ni chăng? Có phải có tưởng pháp môn giải thoát không, có tưởng pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện chăng? Có phải có tưởng bậc cực hỷ, có tưởng bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệu tuệ, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân chăng? Có phải có tưởng năm loại mắt, có tưởng sáu phép thần thông chăng? Có phải có tưởng mười được Phật,
có tưởng bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng chăng? Có phải có tưởng đại từ, có tưởng đại bi, đại hỷ, đại xả chăng? Có phải có tưởng pháp không quên mất, có tưởng tánh luôn luôn xả chăng? Có phải có tưởng trí nhất thiết, có tưởng trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng chăng? Có phải có tưởng quả dự lưu, có tưởng quả nhất lai bất hoàn, A-la-hán, quả vị độc giác chăng? Có phải có tưởng hạnh đại Bồ-Tát, có tưởng quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật chăng? Có phải có tưởng trí nhất thiết trí chăng? Có phải có tưởng đoạn trừ vĩnh viễn tất cả tập khí phiền não tương tục chăng? Có phải có tưởng sắc, có tưởng đoạn sắc chăng? Có phải có tưởng thọ tưởng hành thức, có tưởng đoạn thọ tưởng hành thức chăng? Có phải có tưởng nhãn xứ, có tưởng đoạn nhãn xứ chăng? Có phải có tưởng nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ, có tưởng đoạn nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ chăng? Có phải có tưởng sắc xứ, có tưởng đoạn sắc xứ chăng? Có phải có tưởng thanh hương vị xúc pháp xứ, có tưởng đoạn thanh hương vị xúc pháp xứ chăng? Có phải có tưởng nhãn giới, có tưởng đoạn nhãn giới chăng? Có phải có tưởng nhĩ tĩ thiệt thân ý giới, có tưởng đoạn nhĩ tĩ thiệt thân ý giới chăng? Có phải có tưởng sắc giới, có tưởng đoạn sắc giới chăng? Có phải có tưởng thanh hương vị xúc pháp giới, có tưởng đoạn thanh hương vị xúc pháp giới chăng? Có phải có tưởng nhãn thức giới, có tưởng đoạn nhãn thức giới chăng? Có phải có tưởng nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới, có tưởng đoạn nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới chăng? Có phải có tưởng nhãn xúc, có tưởng đoạn nhãn xúc chăng? Có phải có tưởng nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc, có tưởng đoạn nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc chăng? Có phải có tưởng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, có tưởng đoạn các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra chăng? Có phải có tưởng các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra, có tưởng đoạn các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra chăng? Có phải có tưởng địa giới, có tưởng đoạn địa giới chăng? Có phải có tưởng thủy hỏa phong không thức giới, có tưởng đoạn thủy hỏa phong không thức giới chăng? Có phải có tưởng nhân duyên, có tưởng đoạn nhân duyên chăng? Có phải có tưởng đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên, có tưởng đoạn đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên chăng? Có phải có tưởng tham, có tưởng đoạn tham chăng? Có phải có tưởng sân si, có tưởng đoạn sân si chăng? Có phải có tưởng vô minh, có tưởng đoạn vô minh chăng? Có phải có tưởng hành thức, danh sắc lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu, sanh lão tử sầu than khổ yêu não, có tưởng đoạn hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não chăng? Có phải có tưởng bố thí ba la mật đa, có tưởng đoạn bố thí ba la mật đa chăng? Có phải có tưởng tịnh giới an nhẫn, tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa, có tưởng đoạn tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa chăng? Có phải có tưởng pháp không nội, có tưởng đoạn pháp không nội chăng? Có phải có tưởng pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thẳng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh. Có tưởng đoạn pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh chăng? Có phải có tưởng bốn niệm trụ, có tưởng đoạn bốn niệm trụ chăng? Có phải có tưởng bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, có tưởng đoạn bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo chăng? Có phải có tưởng thánh đế khổ, có tưởng đoạn thánh đế khổ chăng? Có phải có tưởng thánh đế tập diệt đạo, có tưởng đoạn thánh đế tập diệt đạo chăng? Có phải có tưởng bốn tịnh lự, có tưởng đoạn bốn tịnh lự chăng? Có phải có tưởng bốn vô lượng, bốn định vô sắc, có tưởng đoạn bốn vô lượng, bốn định vô sắc chăng? Có phải có tưởng tám giải thoát, có tưởng đoạn tám giải thoát chăng? Có phải có tưởng tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, có tưởng đoạn tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ chăng? Có phải có tưởng pháp môn tam ma địa, có tưởng đoạn pháp môn tam ma địa chăng? Có phải có tưởng pháp môn đà la ni, có tưởng đoạn pháp môn đà la ni chăng? Có phải có tưởng pháp môn giải thoát không, có tưởng đoạn pháp môn giải thoát không chăng? Có phải có tưởng pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, có tưởng đoạn pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện chăng? Có phải có tưởng bậc cực hỷ, có tưởng đoạn bậc cực hỷ chăng? Có phải có tưởng bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tuệ, bậc cực năng thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân, có tưởng đoạn bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân chăng?
Có phải có tưởng 5 loại mắt, có tưởng đoạn 5 loại mắt chăng? Có phải có tưởng 6 phép thần thông, có tưởng đoạn 6 phép thần thông chăng? Có phải có tưởng 10 lực Phật, có tưởng đoạn 10 lực Phật chăng? Có phải có tưởng 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng? Có tưởng đoạn 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng chăng? Có phải có tưởng đại từ, có tưởng đoạn đại từ chăng? Có phải có tưởng đại bi, đại hỷ, đại xả, có tưởng đoạn đại bi, đại hỷ, đại xả chăng? Có phải có tưởng pháp không quên mất, có tưởng đoạn pháp không quên mất chăng? Có phải có tưởng tánh luôn luôn xả, có tưởng đoạn tánh luôn luôn xả chăng? Có phải có tưởng trí nhất thiết, có tưởng đoạn trí nhất thiết chăng? Có phải có tưởng trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, có tưởng đoạn trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng chăng? Có phải có tưởng quả dự lưu, có tưởng đoạn quả dự lưu chăng? Có phải có tưởng quả nhất lai bất hoàn a la hán, quả vị độc giác, có tưởng đoạn quả nhất lai bất hoàn a la hán, quả vị độc giác chăng? Có phải có tưởng hạnh đại Bồ Tát, có tưởng đoạn hạnh đại Bồ Tát chăng? Có phải có tưởng quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, có tưởng đoạn quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật chăng? Có phải có tưởng trí nhất thiết trí, có tưởng đoạn trí nhất thiết trí chăng? Có phải có tưởng sở đoạn tất cả tập khí phiền não tương tục, có tưởng đoạn sở đoạn tất cả tập khí phiền não tương tục chăng? Phật dạy: Này thiện hiện đại Bồ Tát, khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, đối với tất cả pháp đều không tưởng hữu cũng không tưởng vô. Này thiện hiện, nếu không tưởng hữu cũng không tưởng vô thì nên biết tức là Bồ Tát thuận nhẫn. Nếu không tưởng hữu cũng không tưởng vô tức là tu đạo. Nếu không tưởng hữu cũng không tưởng vô tức là đắc quả. Này thiện hiện, nên biết vô tánh tức là đạo đại Bồ Tát, vô tánh tức là hiện quán của đạo Bồ Tát. Này thiện hiện, do nhân duyên này nên biết tất cả pháp đều lấy vô tánh làm tự tánh. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu tất cả pháp đều lấy vô tánh làm tự tánh thì vì sao Như Lai đối với tất cả pháp vô tánh làm tánh hiện đẳng chánh giác? Hiện đẳng chánh giác rồi, đối với tất cả pháp và các cảnh giới đều được tự tại. Phật dạy: Này thiện hiện, đúng vậy, tất cả pháp đều lấy vô tánh làm tự tánh. Ta xưa khi tu học đạo Bồ Tát, không điên đảo, tu hành bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la, mật đa, lìa dục, pháp ác, bất thiện, có tầm, có từ, ly sanh, hỷ lạc, nhập sơ thiền và an trụ trọn vẹn, tầm từ tịch tịnh, trong tâm bình đẳng, thanh tịnh, tâm tánh chuyên nhất, không tầm, không từ, định sanh, hỷ lạc, nhập đệ nhị thiền, an trụ trọn vẹn, ly hỷ trụ xả, chánh niệm chánh tri, thân thọ lạc, bậc thánh dạy nên xả, nhập đệ tam thiền và an trụ trọn vẹn. Trước phải đoạn lạc, đoạn khổ, mừng lo tan biến, chẳng khổ chẳng vui, xả niệm thanh tịnh, nhập đệ tứ thiền, an trụ trọn vẹn. Khi ấy ta đối với các tịnh lự và chi tịnh lự tuy khéo thủ tướng nhưng không chấp trước. Đối với các tịnh lự và chi tịnh lự hoàn toàn không mê đắm, đối với các tịnh lự và chi tịnh lự hoàn toàn không sở đắc. Khi ấy, đối với các tịnh lự, ta dùng hành tướng thanh tịnh, vô phân biệt, an trụ trọn vẹn. Khi ấy, đối với các tịnh lự và chi tịnh lự, ta thuần thục rồi khiến tâm phát khởi thần cảnh trí chứng thông, cũng khiến tâm phát khởi thiên nhĩ trí chứng thông, cũng khiến tâm phát khởi tha tâm trí chứng thông, cũng khiến tâm phát khởi túc trụ tùy niệm trí chứng thông, cũng khiến tâm phát khởi thiên nhãn trí chứng thông. Khi ấy, đối với các trí chứng thông đã phát khởi, ta tuy khéo thủ tướng nhưng không chấp trước. Đối với các trí chứng thông đã phát khởi, hoàn toàn không mê đắm. Đối với các trí chứng thông đã phát khởi, hoàn toàn không sở đắc. Khi ấy, đối với các trí chứng thông đã phát khởi, ta dùng cái thấy như hư không, vô phân biệt, an trụ trọn vẹn. Này thiện hiện, khi ấy ta dùng diệu tuệ, tương ưng một sát na, chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, nghĩa là hiện đẳng giác. Đây là thánh đế khổ, đây là thánh đế tập, đây là thánh đế diệt, đây là thánh đế đạo, hoàn toàn không sở hữu, thành tựu 10 lực, 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, vân vân, vô biên công đức, an lập 3 nhóm hữu tình sai biệt, tùy theo căn cơ của họ mà phương tiện dạy bảo dẫn dắt,
khiến đạt được lợi ích an lạc thù thắng. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, làm sao Như Lai ứng chánh đẳng giác có thể dùng vô tánh làm tự tánh phát khởi bốn tịnh lự, có thể dùng vô tánh làm tự tánh phát khởi năm phép thần thông, có thể dùng vô tánh làm tự tánh chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, có thể dùng vô tánh làm tự tánh an lập hữu tình thành ba nhóm, song tùy theo căn cơ của họ mà phương tiện dạy bảo dẫn dắt, khiến đạt được lợi ích an lạc thù thắng. Phật dạy: Này thiện hiện, nếu các pháp dục ác bất thiện có chút tự tánh hoặc tha tánh làm tự tánh, thì khi xưa ta tu hành hạnh Bồ Tát chẳng nên thông đạt tất cả pháp dục ác bất thiện, đều lấy vô tánh làm tự tánh, song có thể nhập sơ thiền và an trụ trọn vẹn, có thể nhập đệ nhị, đệ tam, đệ tứ thiền an trụ trọn vẹn. Vì các pháp dục ác bất thiện không có tự tánh, tha tánh, chỉ lấy vô tánh làm tự tánh, nên khi xưa ta tu hành hạnh Bồ Tát thông đạt các pháp dục ác bất thiện đều lấy vô tánh làm tự tánh rồi, có thể xa lìa các pháp dục ác bất thiện, có tầm có từ, ly sanh hỷ lạc, nhập sơ thiền an trụ trọn vẹn. Tầm từ tịch tịnh, trong tâm thanh tịnh bình đẳng, tâm tánh chuyên nhất, không tầm không từ, định sanh hỷ lạc, nhập đệ nhị thiền an trụ trọn vẹn, ly hỷ trụ xả, chánh niệm chánh tri, thân thọ lạc. Phật dạy: Nên xả, nhập đệ tam thiền an trụ trọn vẹn, đoạn lạc đoạn khổ, mừng lo tan biến, chẳng khổ chẳng lạc, xả niệm thanh tịnh, nhập đệ tứ thiền an trụ trọn vẹn. Này thiện hiện, nếu các thần thông có chút tự tánh hoặc tha tánh làm tự tánh, thì khi xưa ta tu hành hạnh Bồ Tát chẳng nên thông đạt tất cả thần thông, đều lấy vô tánh làm tự tánh rồi phát khởi các loại thần thông tự tại. Vì các thần thông không có tự tánh, tha tánh, chỉ lấy vô tánh làm tự tánh, nên khi xưa ta tu hành hạnh Bồ Tát thông đạt thần thông, đều lấy vô tánh làm tự tánh rồi, có thể khiến tâm phát khởi thần cảnh trí chứng thông, cũng khiến tâm phát khởi thiên nhĩ, tha tâm, túc trụ, tùy niệm, thiên nhãn trí chứng thông đối với các cảnh giới tự tại vô ngại. Này thiện hiện, nếu quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật có chút tự tánh hoặc tha tánh làm tự tánh, thì khi xưa ta tu hành hạnh Bồ Tát chẳng nên thông đạt quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, đều lấy vô tánh làm tự tánh rồi chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Vì quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật không có tự tánh, tha tánh, chỉ lấy vô tánh làm tự tánh, nên khi xưa ta tu hành hạnh Bồ Tát thông đạt quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, đều lấy vô tánh làm tự tánh rồi, có thể dùng diệu tuệ tương ưng một niệm chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột như thật giác chi, thánh đế khổ tập diệt đạo, hoàn toàn không sở hữu, thành tựu mười lực, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ đại bi, đại hỷ đại xả, 18 pháp Phật bất cộng vô biên công đức. Này thiện hiện, nếu các hữu tình có chút tự tánh hoặc tha tánh làm tự tánh, thì khi ta thành Phật rồi chẳng nên thông đạt tất cả hữu tình, đều lấy vô tánh làm tự tánh rồi an lập ba nhóm hữu tình sai biệt. Vì các hữu tình không có tự tánh, tha tánh, chỉ lấy vô tánh làm tự tánh, nên ta sau khi thành Phật thông đạt hữu tình, đều lấy vô tánh làm tự tánh rồi có thể an lập ba nhóm hữu tình sai biệt, tùy theo căn cơ của họ mà phương tiện dạy bảo dẫn dắt, khiến đạt được lợi ích an lạc thù thắng. Bấy giờ, cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát nương vào pháp vô tánh làm tự tánh, khởi bốn tịnh lự, phát năm thần thông, chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, an lập ba nhóm hữu tình sai biệt, tùy theo căn cơ của họ mà phương tiện dạy bảo dẫn dắt, khiến đạt được lợi ích an lạc thù thắng, thì tại sao Đại Bồ Tát đối với pháp vô tánh làm tự tánh có việc làm theo thứ bậc, việc học theo thứ bậc, việc hành theo thứ bậc? Do việc làm theo thứ bậc, việc học theo thứ bậc, việc hành theo thứ bậc này mà chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Phật dạy: Này thiện hiện, các Đại Bồ Tát lúc ban đầu được nghe từ Phật hoặc được nghe từ Đại Bồ Tát đã nhiều lần cúng dường chư Phật, hoặc được nghe từ Độc Giác, hoặc được nghe từ A-La-Hán, hoặc được nghe từ Bất Hoàn, hoặc được nghe từ Nhất Lai, hoặc được nghe từ Dự Lưu,
rằng chư Phật Thế Tôn lấy vô tánh làm tự tánh, cứu cánh chứng đắc pháp lấy vô tánh làm tự tánh nên gọi là Phật Thế Tôn. Các đại Bồ Tát cũng lấy vô tánh làm tự tánh, lần lượt chứng đắc pháp lấy vô tánh làm tự tánh nên gọi là đại Bồ Tát. Tất cả độc giác cũng lấy vô tánh làm tự tánh, lần lượt chứng đắc pháp lấy vô tánh làm tự tánh nên gọi là độc giác. Các A La Hán cũng lấy vô tánh làm tự tánh, lần lượt chứng đắc pháp lấy vô tánh làm tự tánh nên gọi là A La Hán. Tất cả bất hoàn, nhất lai, dự lưu cũng lấy vô tánh làm tự tánh, lần lượt chứng đắc pháp lấy vô tánh làm tự tánh nên gọi là bất hoàn, nhất lai, dự lưu. Các bậc hiền thiện cũng lấy vô tánh làm tự tánh, quyết định tin hiểu pháp lấy vô tánh làm tự tánh nên gọi là bậc hiền thiện. Các hữu tình khác, tất cả hành, tất cả pháp đều lấy vô tánh làm tự tánh, cho đến không có lượng nhỏ nào hoặc hành hoặc pháp như đầu sợi lông thật có tự tánh để có thể nắm bắt được. Đại Bồ Tát ấy nghe việc này rồi nghĩ thế này: nếu hút tất cả hữu tình, tất cả hành, tất cả pháp đều lấy vô tánh làm tự tánh, chứng đắc tin hiểu pháp lấy vô tánh làm tự tánh mà gọi là Phật, Bồ Tát, độc giác, thanh văn, bậc hiền thiện, thì ta đối với quả vị giác ngộ cao tột sẽ chứng đắc hoặc chẳng chứng đắc. Tất cả hữu tình, tất cả hành, tất cả pháp thường lấy vô tánh làm tự tánh nên ta nhất định phát tâm hướng đến quả vị giác ngộ cao tột, đắc bồ đề rồi. Nếu các hữu tình có người hành hữu tưởng thì dùng phương tiện an lập khiến trụ vô tưởng này thiện hiện, đại Bồ Tát ấy đã tư duy rồi, phát tâm hướng đến quả vị giác ngộ cao tột vì cứu độ khắp các hữu tình, nên làm việc theo thứ bậc, tu học theo thứ bậc, hành trì theo thứ bậc, giống như các đại Bồ Tát đời quá khứ đã phát tâm hướng đến quả vị giác ngộ cao tột, trước hết làm việc tu học, hành trì theo thứ bậc nên chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Đại Bồ Tát ấy cũng lại như vậy, trước hết nên tu hành bố thí ba la mật đa, kế đến nên tu hành tịnh giới ba la mật đa, kế đến nên tu hành an nhẫn ba la mật đa, kế đến nên tu hành tinh tấn ba la mật đa, kế đến nên tu hành tịnh lự ba la mật đa, sau cùng nên tu hành bát nhã ba la mật đa. Này thiện hiện, đại Bồ Tát ấy từ khi mới phát tâm tu hành bố thí ba la mật đa nên tự hành bố thí ba la mật đa, cũng khuyên người hành bố thí ba la mật đa khen ngợi chỉ rõ công đức bố thí ba la mật đa, hoan hỷ khen ngợi người hành bố thí ba la mật đa, do nhân duyên này bố thí viên mãn sanh vào cõi trời người được tài lộc lớn, thường hành bố thí xa lìa tâm san lẫn. Tùy theo các hữu tình, cần ăn cho ăn, cần uống cho uống, cần y phục cho y phục, cần xe cho xe, cần hương hoa cho hương hoa, cần anh lạc cho anh lạc, cần phòng xá cho phòng xá, cần đồ nằm cho đồ nằm, cần đèn đuốc cho đèn đuốc, cần của báu cho của báu, cần tôi tớ cho tôi tớ, tùy theo nhu cầu về các đồ dùng khác, đều cho đủ hết. Đại Bồ Tát ấy do bố thí nên thọ trì giới uẩn, được sanh vào cõi trời người, rất được tôn quý. Do thí giới nên được định uẩn, do thí giới định nên được tuệ uẩn, do thí giới định tuệ nên được giải thoát uẩn, do thí giới định tuệ giải thoát nên lại được giải thoát tri kiến uẩn, do thí giới định tuệ giải thoát tri kiến uẩn viên mãn nên vượt qua các bậc thanh văn và độc giác, hướng nhập chánh tánh ly sanh của Bồ Tát. Nhập bậc chánh tánh ly sanh của Bồ Tát rồi mới có thể nghiêm tịnh cõi Phật, thành thục hữu tình. Nghiêm tịnh cõi Phật, thành thục hữu tình được viên mãn rồi mới có thể chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột rồi mới có thể chuyển bánh xe chánh pháp. Do chuyển bánh xe chánh pháp nên an lập hữu tình ở pháp ba thừa. Hữu tình an trụ ở pháp ba thừa rồi giải thoát sanh tử, chứng đắc niết bàn. Này thiện hiện, đại Bồ Tát ấy do bố thí nên tuy có thể làm việc theo thứ bậc, tu học theo thứ bậc, hành trì theo thứ bậc như thế, nhưng quán tất cả hoàn toàn chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì tự tánh của tất cả pháp là không. Lại nữa thiện hiện, đại Bồ Tát ấy từ khi mới phát tâm tu hành tịnh giới ba la mật đa nên tự hành tịnh giới ba la mật đa,
cũng khuyên người hành tịnh giới Ba La Mật Đa, khen ngợi chỉ rõ công đức tịnh giới Ba La Mật Đa, hoan hỷ khen ngợi người hành tịnh giới Ba La Mật Đa. Do nhân duyên này, Đại Bồ Tát ấy được giới uẩn thanh tịnh, sanh vào cõi trời 10 rất được tôn quý, cho người bần cùng các thứ của cải đã bố thí rồi, an trụ giới uẩn, định uẩn, tuệ uẩn, giải thoát uẩn, giải thoát tri kiến uẩn. Do giới định tuệ giải thoát tri kiến uẩn thanh tịnh, nên vượt qua các bậc thanh văn và độc giác, hướng nhập chánh tánh ly sanh của Bồ Tát. Nhập bậc chánh tánh ly sanh của Bồ Tát rồi mới có thể nghiêm tịnh cõi Phật, thành thục hữu tình. Nghiêm tịnh cõi Phật, thành thục hữu tình được viên mãn rồi, mới có thể chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột rồi mới có thể chuyển bánh xe chánh pháp. Do chuyển bánh xe chánh pháp nên an lập hữu tình ở pháp ba thừa. Hữu tình an trụ ở pháp ba thừa rồi giải thoát sanh tử, chứng đắc niết bàn. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát ấy, do tịnh giới nên tuy có thể làm việc theo thứ bậc, tu học theo thứ bậc, hành trì theo thứ bậc như thế, nhưng quán tất cả, hoàn toàn chẳng có thể nắm bắt được. Vì sao? Vì tự tánh của tất cả pháp là không. Lại nữa thiện hiện, Đại Bồ Tát ấy từ khi mới phát tâm tu hành an nhẫn Ba La Mật Đa, nên tự hành an nhẫn Ba La Mật Đa, cũng khuyên người hành an nhẫn Ba La Mật Đa, khen ngợi chỉ rõ công đức an nhẫn Ba La Mật Đa, hoan hỷ khen ngợi người hành an nhẫn Ba La Mật Đa. Đại Bồ Tát ấy khi hành an nhẫn, thường dùng tài vật bố thí cho các hữu tình khiến đều đầy đủ, đã bố thí rồi, an trụ giới uẩn, an trụ an nhẫn, an trụ định uẩn, tuệ uẩn, giải thoát tri kiến uẩn. Do giới định tuệ giải thoát tri kiến uẩn thanh tịnh, nên vượt qua các bậc thanh văn và độc giác, hướng nhập chánh tánh ly sanh của Bồ Tát. Nhập bậc chánh tánh ly sanh của Bồ Tát rồi mới có thể nghiêm tịnh cõi Phật, thành thục hữu tình. Nghiêm tịnh cõi Phật, thành thục hữu tình được viên mãn rồi mới có thể chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột rồi mới có thể chuyển bánh xe chánh pháp. Do chuyển bánh xe chánh pháp nên an lập hữu tình ở pháp ba thừa. Hữu tình an trụ ở pháp ba thừa rồi giải thoát sanh tử, chứng đắc niết bàn. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát ấy, do an nhẫn, nên tuy có thể làm việc theo thứ bậc, tu học theo thứ bậc, hành trì theo thứ bậc như thế, nhưng quán tất cả, hoàn toàn chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì tự tánh của tất cả pháp là không. Lại nữa thiện hiện, Đại Bồ Tát ấy, từ khi mới phát tâm tu hành tinh tấn Ba La Mật Đa, nên tự đối với các thiện pháp phát khởi chuyên cần tinh tấn Ba La Mật Đa, cũng khuyên người đối với các thiện pháp phát khởi sự chuyên cần tinh tấn Ba La Mật Đa, khen ngợi chỉ rõ công đức đối với các thiện pháp phát khởi sự chuyên cần tinh tấn Ba La Mật Đa, hoan hỷ khen ngợi người đối với các thiện pháp phát khởi sự chuyên cần tinh tấn Ba La Mật Đa. Đại Bồ Tát ấy khi hành tinh tấn, thường dùng tài vật bố thí cho các hữu tình khiến được đầy đủ, đã bố thí rồi, an trụ giới uẩn, an trụ an nhẫn, an trụ tinh tấn, an trụ định uẩn, tuệ uẩn, giải thoát tri kiến uẩn. Do giới định tuệ giải thoát tri kiến uẩn thanh tịnh nên vượt qua các bậc thanh văn và độc giác, hướng nhập chánh tánh ly sanh của Bồ Tát. Nhập bậc chánh tánh ly sanh của Bồ Tát rồi mới có thể nghiêm tịnh cõi Phật, thành thục hữu tình. Nghiêm tịnh cõi Phật, thành thục hữu tình được viên mãn rồi mới có thể chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột rồi mới có thể chuyển bánh xe chánh pháp. Do chuyển bánh xe chánh pháp nên an lập hữu tình ở pháp ba thừa. Hữu tình an trụ ở pháp ba thừa rồi giải thoát sanh tử, chứng đắc niết bàn. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát ấy do tinh tấn nên tuy có thể làm việc theo thứ bậc, tu học theo thứ bậc, hành trì theo thứ bậc như thế, nhưng quán tất cả hoàn toàn chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì tự tánh của tất cả pháp là không. Lại nữa thiện hiện, Đại Bồ Tát ấy từ khi mới phát tâm tu hành tịnh lự Ba La Mật Đa, nên tự nhập bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, cũng khuyên người khác nhập bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, khen ngợi chỉ rõ công đức việc nhập bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, hoan hỷ khen ngợi người nhập bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Đại Bồ Tát ấy an trụ bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, thường lấy tài vật bố thí cho các hữu tình khiến đều đầy đủ,
đã bố thí rồi, an trụ giới uẩn, an trụ an nhẫn, an trụ tinh tấn, an trụ định uẩn, tuệ uẩn, giải thoát uẩn, giải thoát tri kiến uẩn. Do giới định tuệ giải thoát tri kiến uẩn thanh tịnh, nên vượt qua các bậc thanh văn và độc giác, hướng nhập chánh tánh ly sanh của Bồ Tát. Nhập bậc chánh tánh ly sanh của Bồ Tát rồi mới có thể nghiêm tịnh cõi Phật, thành thục hiếu tình, nghiêm tịnh cõi Phật, thành thục hiếu tình được viên mãn rồi mới có thể chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột rồi mới có thể chuyển bánh xe chánh pháp. Do chuyển bánh xe chánh pháp nên an lập hữu tình ở pháp ba thừa. Hữu tình an trụ ở pháp ba thừa rồi giải thoát sanh tử, chứng đắc niết bàn. Này thiện hiện đại Bồ Tát ấy, do tịnh lự nên tuy có thể làm việc theo thứ bậc, tu học theo thứ bậc, hành trì theo thứ bậc như thế, nhưng quán tất cả hoàn toàn chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì tự tánh của tất cả pháp là không. Lại nữa thiện hiện đại Bồ Tát ấy, từ khi mới phát tâm tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, bố thí cho các hữu tình các thứ tài vật, an trụ giới uẩn, an trụ an nhẫn, an trụ tinh tấn, an trụ định uẩn, tuệ uẩn, giải thoát uẩn, giải thoát tri kiến uẩn, tự hành bố thí tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát Nhã Ba La Mật Đa, cũng khuyên người khác hành bố thí tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát Nhã Ba La Mật Đa, khen ngợi chỉ rõ công đức bố thí tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát Nhã Ba La Mật Đa, hoan hỷ khen ngợi người hành bố thí tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát Nhã Ba La Mật Đa. Đại Bồ Tát ấy, do sức phương tiện thiện xảo của bố thí tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên vượt qua các bậc thanh văn và độc giác, hướng nhập chánh tánh ly sanh của Bồ Tát. Nhập bậc chánh tánh ly sanh của Bồ Tát rồi mới có thể nghiêm tịnh cõi Phật, thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật, thành thục hữu tình được viên mãn rồi, mới có thể chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột rồi mới có thể chuyển bánh xe chánh pháp. Do chuyển bánh xe chánh pháp nên an lập hữu tình ở pháp ba thừa. Hữu tình an trụ ở pháp ba thừa rồi giải thoát sanh tử, chứng đắc niết bàn. Này thiện hiện đại Bồ Tát ấy, do bát nhã nên tuy có thể làm việc theo thứ bậc, tu học theo thứ bậc, hành trì theo thứ bậc như thế, nhưng quán tất cả hoàn toàn chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì tự tánh của tất cả pháp là không. Này thiện hiện, đó là đại Bồ Tát nương vào và tu hành sáu phép ba la mật đa, làm việc theo thứ bậc, tu học theo thứ bậc, hành trì theo thứ bậc. Lại nữa thiện hiện, đại Bồ Tát khi làm việc theo thứ bậc, tu học theo thứ bậc, hành trì theo thứ bậc, từ khi mới phát tâm, dùng tác ý tương ưng trí nhất thiết trí, tin hiểu các pháp, đều lấy vô tánh làm tự tánh. Trước tiên, nên tu tùy niệm Phật, kế đến nên tu tùy niệm Pháp, tiếp theo nên tu tùy niệm Tăng, thứ nữa nên tu tùy niệm giới, rồi nên tu tùy niệm xả, sau cùng tuy tùy niệm thiên. Này thiện hiện, thế nào là đại Bồ Tát tu tùy niệm Phật? Này thiện hiện, đại Bồ Tát ấy, khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng nên dựa vào sắc tư duy như lai ứng chánh đẳng giác, chẳng nên dựa vào thọ tưởng hành thức tư duy như lai ứng chánh đẳng giác. Vì sao? Này thiện hiện, vì sắc không có tự tánh, thọ tưởng hành thức không có tự tánh. Nếu pháp không có tự tánh thì không có sở hữu, nếu không có sở hữu thì chẳng thể nhớ nghĩ. Vì sao? Này thiện hiện, vì nếu không nhớ nghĩ, không tư duy thì đó là tùy niệm Phật. Lại nữa thiện hiện, đại Bồ Tát chẳng nên dựa vào 32 tướng đại sĩ tư duy như lai ứng chánh đẳng giác, chẳng nên dựa vào thân chân kim sắc tư duy như lai ứng chánh đẳng giác, chẳng nên dựa vào hào quang mỗi mặt một tầm thường nơi có thân tư duy như lai ứng chánh đẳng giác, chẳng nên dựa vào 80 vẻ đẹp phụ thuộc mà tư duy như lai ứng chánh đẳng giác. Vì sao? Này thiện hiện, vì thân sắc vàng chói sáng đẹp đẽ như thế hoàn toàn không có tự tánh. Nếu pháp không có tự tánh thì không có sở hữu, nếu không có sở hữu thì chẳng thể nhớ nghĩ. Vì sao? Này thiện hiện, vì nếu không nhớ nghĩ, không tư duy thì đó là tùy niệm Phật. Lại nữa thiện hiện, đại Bồ Tát chẳng nên dựa vào giới uẩn mà tư duy như lai ứng chánh đẳng giác, chẳng nên dựa vào định uẩn, tuệ uẩn, giải thoát uẩn, giải thoát tri kiến uẩn mà tư duy như lai ứng chánh đẳng giác,
Vì sao? Này thiện hiện, vì các uẩn đó đều không có tự tánh. Nếu pháp không có tự tánh thì không có sở hữu. Nếu không có sở hữu thì chẳng thể nhớ nghĩ. Vì sao? Này thiện hiện, vì nếu không nhớ nghĩ, không tư duy thì đó là tùy niệm Phật. Lại nữa thiện hiện, Đại Bồ Tát chẳng nên dựa vào năm loại mắt, sáu phép thần thông mà tư duy Như Lai ứng chánh đẳng giác, chẳng nên dựa vào 10 lực Phật, 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng mà tư duy Như Lai ứng chánh đẳng giác, chẳng nên dựa vào Đại Từ, Đại Bi, Đại Hỷ, Đại Xả mà tư duy Như Lai ứng chánh đẳng giác, chẳng nên dựa vào pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả mà tư duy Như Lai ứng chánh đẳng giác, chẳng nên dựa vào trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng mà tư duy Như Lai ứng chánh đẳng giác. Vì sao? Này thiện hiện, vì các pháp như thế đều không có tự tánh. Nếu pháp không có tự tánh thì không có sở hữu. Nếu không có sở hữu thì chẳng thể nhớ nghĩ. Vì sao? Này thiện hiện, vì nếu không nhớ nghĩ, không tư duy thì đó là tùy niệm Phật. Lại nữa thiện hiện, Đại Bồ Tát chẳng nên dựa vào pháp duyên khởi để tư duy Như Lai ứng chánh đẳng giác. Vì sao? Này thiện hiện, vì pháp duyên khởi hoàn toàn không có tự tánh. Nếu pháp không có tự tánh thì không có sở hữu. Nếu không có sở hữu thì chẳng thể nhớ nghĩ. Vì sao? Này thiện hiện, vì nếu không nhớ nghĩ, không tư duy thì đó là tùy niệm Phật. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa nên tu tùy niệm Phật như thế. Nếu tu tùy niệm Phật như thế thì đó là Đại Bồ Tát làm việc theo thứ bậc, tu học theo thứ bậc, hành trì theo thứ bậc. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi làm việc theo thứ bậc, tu học theo thứ bậc, hành trì theo thứ bậc như thế thì có thể viên mãn bốn niệm trụ, cũng có thể viên mãn bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, có thể viên mãn pháp môn giải thoát không, cũng có thể viên mãn pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, có thể viên mãn sơ tịnh lự, cũng có thể viên mãn đệ nhị, đệ tam, đệ tứ tịnh lự, có thể viên mãn từ vô lượng, cũng có thể viên mãn bi hỷ xả vô lượng, có thể viên mãn định không vô biên xứ, cũng có thể viên mãn định thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ, có thể viên mãn tám giải thoát, cũng có thể viên mãn tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, có thể viên mãn tất cả pháp môn tam ma địa, cũng có thể viên mãn tất cả pháp môn đà la ni, có thể viên mãn bố thí ba la mật đa, cũng có thể viên mãn tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa, có thể viên mãn pháp không nội, cũng có thể viên mãn pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, có thể viên mãn chân như, cũng có thể viên mãn pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, có thể viên mãn năm loại mắt, cũng có thể viên mãn sáu phép thần thông, có thể viên mãn 10 lực Phật, cũng có thể viên mãn 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng, có thể viên mãn đại từ, cũng có thể viên mãn đại bi, đại hỷ, đại xả, có thể viên mãn pháp không quên mất, cũng có thể viên mãn tánh luôn luôn xả, có thể viên mãn trí nhất thiết, cũng có thể viên mãn trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, do đó có thể chứng đắc trí nhất thiết trí. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát ấy vì dùng phương tiện thiện xảo lấy vô tánh làm tự tánh, nên biết tất cả pháp đều không có tự tánh, trong ấy không có tưởng, cũng không không có tưởng. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát nên tu tùy niệm Phật như thế, nghĩa là trong đó còn không có chút nhớ nghĩ, huống là có chút nhớ nghĩ Phật. Hết quyển thứ 372.